đại diện cho các bạn thanh niên ở nông thôn, ở miền núi. Bạn có câu hỏi với đồng chí Bí thư thứ nhất như thế này ạ. Thưa đồng chí Bí thư, nước ta là một nước nông nghiệp, nhưng mà phần lớn các sản phẩm nông nghiệp đều là những sản phẩm thô sơ, chưa qua chế biến, giá trị chưa cao, mà nói luôn là sức cạnh tranh trên thị trường rất là yếu. Vậy thì trong thời gian tới, Trung ương đoàn có giải pháp gì để hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận với cái cả kỹ thuật, với công nghệ để tham gia phát triển kinh tế ạ? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay ạ. Tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất là thú vị và nó cũng là trăn trở của tổ chức đoàn trong nhiều năm qua. Hiện nay trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì chúng ta tập trung cho 3 nhóm đối tượng. Một là sinh viên, học sinh. Hai là thanh niên, là doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Và ba là thanh niên nông thôn. Trong thanh niên nông thôn thì có thanh niên dân tộc thiểu số. Và chúng tôi có một cái chương trình hỗ trợ cho các bạn là khởi nghiệp, lập nghiệp trên cơ sở phát triển cái tài năng bản địa ở tại địa phương. Tôi chắc nữa là sau phần trả lời của tôi thì tôi sẽ mời anh Phạm Hồng Quất có thêm cái chia sẻ liên quan đến các cái chương trình hỗ trợ khởi nghiệp mà đang hướng đến cái nhóm đối tượng là các bạn thanh niên ở nông thôn và vùng dân tộc thiểu số. Về công việc làm được thì tôi không xin phép trả lời lại đối với lại bạn Vừa Thị Lý nữa. Tuy nhiên thời gian tới thì trung đoàn có giải pháp hỗ trợ gì cho thanh niên nông thôn thì tôi xin nêu 5 cái giải pháp mà trung đoàn đang làm và sẽ làm trong thời gian tới. Cái thứ nhất là tiếp tục các cái hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, rồi là kiến thức về lập nghiệp, khởi nghiệp cho cán bộ đoàn và các bạn thanh niên ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã có một cái kết luận của Ban Thường vụ liên quan đến hỗ trợ thanh niên làm kinh tế. Trong đấy có đầy đủ các giải pháp liên quan đến hỗ trợ thanh niên nông thôn. Cái thứ hai là cần phải khơi thông được cái nguồn vốn ưu đãi, vốn chính sách cho các bạn có thể tiếp cận một cách thuận lợi hơn, dễ dàng hơn trong quá trình khởi nghiệp của mình. Cái thứ ba, cái khó khăn nhất như bạn Lý có nhận xét, đấy chính là các sản phẩm thô, chưa qua chế biến, không có xuất xứ hàng hóa rõ ràng, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không có truy xuất nguồn gốc và thương hiệu, nhãn mác, rồi cách thiết kế con đường đi của sản phẩm ra với thị trường thì cũng chưa bài bản. Nên cái này thì Trung đoàn Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa Công nghệ có một chương trình mỗi xã một sản phẩm và mở rộng thêm cái đối tượng một chút, tức là cái chương trình kia thì chỉ hỗ trợ đến các sản phẩm 3 sao trở lên thôi. Chúng tôi thì ngay từ đầu là chúng tôi có thể hỗ trợ cái việc đấy rồi. Và nếu như bạn Lý mà có những cái dự án cụ thể, có những sản phẩm cụ thể thì có thể liên hệ ngay với lại Ban Thanh niên Nông thôn Trung đoàn để nhận được cái sự hỗ trợ này. Vâng. Cái thứ tư cần phải hỗ trợ cho các bạn đấy chính là tiếp cận số để có thể quảng bá được sản phẩm của mình, để có thể làm cho cái sản phẩm của mình nó đẹp hơn, nó gọi là nó nuột nà hơn, nó có khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn thông qua các công cụ số hiện nay. Bởi vì nếu bạn Lý ở tận Điện Biên, tuần giáo Điện Biên thì rất khó mà mang cái sản phẩm đấy về để có thể bán được hoặc giới thiệu ở các hội chợ offline, đúng không anh Quất? Nhưng mà ứng dụng công nghệ số thì chắc chắn là các bạn có thể làm được việc này. Và các bạn thanh niên cũng rất nhanh nhẹn trong việc này, kể cả các bạn thanh niên dân tộc thiểu số. Và chúng tôi cũng đã từng hỗ trợ rất nhiều các dự án về du lịch cộng đồng, các dự án về khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa của các bạn thanh niên dân tộc thiểu số trong những năm qua có thể phát triển được. Và cái việc thứ năm chúng tôi cho rằng là cần phải hỗ trợ các bạn, đấy chính là kết nối các bạn với nhau để các bạn trở thành đối tác của nhau, các bạn trở thành thị trường của nhau, các bạn có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong làm ăn, trong phát triển kinh tế, trong khởi nghiệp. Và cái việc này thì cũng đã có chỉ đạo Ban Thanh niên Nông thôn để thường trực cái nội dung này rồi, và sẽ có một cái mô hình tương tự như là các cái mô hình khác mà Hội Liên hiệp Thanh niên đang phát triển, đấy là câu lạc bộ các nhà nông trẻ, để các bạn có thể có một cái cơ sở kết nối với nhau dựa trên nền tảng số.